Hello mọi người, bữa nay là mùng 6 nha. Bữa nay tiệm mình chính thức quán lại nha các bạn. Tiệm mình ở Trà Vinh nha. Đó, nay có anh giao hàng tiết kiệm, anh quên lấy đồ luôn nè. Đây. Thì ở bên kệ bên đây là mình để cần câu lua ha. Mình để cần ngang, cần ngang, cần đứng và có dán giá hết nha các bạn. Nên là rất là dễ lựa nha. Đó. Anh em là tiệm dễ lựa lắm. Còn cái đây là cần câu tay đây, 4, 5, 6 H là có đủ hết, đủ size hết luôn nha. Nhưng mà lúc này thì mình hơi ít quay cần tay lên tí xíu. Đó, phía đây là cần câu xong. Bên đây là mồi nha các bạn. Đây là mồi giả đây, mồi giả mình chơi nè. Đó. Đây mình giới thiệu cho các bạn là mấy cái mẫu cái túi đeo đó thấy không? Tí nữa mình quay nha. Cần câu bên mình là đi ống nước hết nha mọi người, cho nó chắc ha. Đưa cho anh gia hàng tiết kiệm. Phía trên đây là bao cần hả mọi người. Đây. Bao cần lua có, cần bao câu xong có. Rất là nhiều loại luôn. F35 nháy VT Thuận, nháy nhảy, cái lộn, nháy lắc, nháy gỗ VT Thuận đó nha các bạn. Đây, nó nhiều mẫu luôn nha. Rồi bắt đầu quay nha. Đó các bạn, đây mình sẽ lấy lên, mình lấy cho các bạn coi là ba cái mẫu vỏ Nobi. Đây, để đây cho sáng không? Đó, mình lấy ba cái mẫu túi của Nobi cho các bạn coi trước ha. Đây là cái túi đeo hông nha các bạn, cũng là cái túi rẻ nhất luôn. Đó, mình đi câu mình có mấy cái này thì nó tiện nha, tại vì đi câu mà câu không dính là di chuyển như đánh giặc vậy đó các bạn, nên là nó thấy không. Thì cái túi Nobi này á, mấy bạn đừng cái hộp mồi lớn vẫn vừa nha, để mồi kèm kẹp trong đây nè. Túi này là túi đeo ngang. Đó. Đây. Ok. Giờ mình sẽ tới cái này, nó là túi đeo chéo nha mọi người. Đây là túi đeo chéo nha. Mình sẽ đeo chiếc ngực nha. Đó. Này để mình thu lên bớt nha các bạn, cái này để dài quá. Đây có người thích đeo ngang, có người thích đeo chéo. Này. Ok ha, này để hợp được mồi cũng vừa luôn nha. Đây, bên trong nha các bạn. Hợp đựng mồi, điện thoại này kia, ABC kiểu nè, kìm kẹp rồi nha. Túi đeo chéo. Bây giờ là cái túi lớn. Cái túi lớn này là cái túi mình hiện tại Thần đang sử dụng đây. Tại vì Thần đi câu á, Thần cũng xài hộp mồi bự, nhưng mà Thần để mấy cái máy quay lần 2-3 cái lần, nên phải xài cái túi bự nha các bạn. Túi bự này các bạn để nước này kia đồ ok hết nha. Túi bự này thì nó có cọng dây cho mình đeo đây. Đó, cọng dây quấn đây nè các bạn. Ok chưa? Đây là ba cái mẫu túi của mình nha mọi người. Túi Nobi. Đó. Mẫu này túi đeo ngang ha. Mẫu này là đeo chéo trước ngực nha. Và mẫu này là mẫu túi lớn đây. Đó. Rồi anh em nào đặt thì cứ liên hệ với Thận Zalo Facebook, Thận để trên màn hình hoặc để trong dưới mô tả video này ha. Đó, rồi. Cảm ơn mọi người.